Dạ thưa quý thầy và các em, là chúng ta đã đi qua được 3 giai đoạn triết học rất là quan trọng trong cái nền triết học phương Tây. Thì chúng ta chỉ còn 2 cái giai đoạn triết học thôi, nhưng mà 2 giai đoạn triết học này nó gắn liền với thời đại của chúng ta, gắn liền rất là lớn với thời đại của chúng ta. Cho nên là đó là giai đoạn triết học thời cận đại và cuối cùng là triết học cổ điển Đức. Và những cái giai đoạn triết học cận đại này nó đã thể hiện một cái quan điểm rất là sâu sắc về cái tinh thần triết học đi ngược lại hoàn toàn với triết học thời Trung Cổ. Cho nên người ta gọi là giai đoạn triết học thời đại khai sáng, tức là Hy Lạp cổ đại, rồi là đến Trung Cổ phục hưng, và bây giờ là triết học thời đại khai sáng. Bây giờ có ai có thể đứng lên nhắc lại nè, chúng ta đã học qua như vậy là 3 giai đoạn triết học rồi. Bây giờ ai đứng lên nhắc lại 3 giai đoạn triết học đó, nó xuất phát từ đâu và giai đoạn nào? Rồi, chúng ta có thể mở ra chúng ta xem lại chút xíu nếu quên, hoặc là chúng ta có thể nhớ để nhắc lại. Chúng ta đã đi qua 3 giai đoạn triết học căn bản. Thì đến khi chúng ta kiểm tra cuối học kỳ đó, chúng ta sẽ có một cái câu rất là ngắn ngắn nhưng mà điểm rất là cao. Đó là hãy trình bày lịch sử hình thành và phát triển triết học phương Tây. Thì chúng ta chỉ viết có 5 dòng thôi. Tên và địa điểm, thời gian. Chỉ có 5 dòng. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã đi qua 3 giai đoạn rồi. Vậy thì bây giờ ai có thể nhắc lại 3 giai đoạn triết học đó? Nói năm cũng như là gì? Năm tháng, và chúng ta sẽ nói được cả là địa điểm nơi xảy ra, bắt đầu bắt nguồn những giai đoạn triết học đó là từ ở đâu. Ai có thể trình bày được thì chúng ta đưa tay lên để trình bày cho lớp chúng ta nghe. Dạ, cô Phật thưa Liên Sư, lịch sử triết học phương Tây trải qua 3 giai đoạn. Tới nay thầy đã kêu. Rồi, em trình bày xem nào. Bây chúng ta là có mấy giai đoạn triết học đúng chưa nào? Đó, triết học phương Tây. Dạ, trải qua 6 giai đoạn. Thứ nhất là lịch sử này, tiến trình, chứ mình nói mình học triết phương Tây thì mình chưa. Dạ, 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn triết học thời cổ đại. Thứ hai là giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại. Giai đoạn bắt nguồn từ đâu, từ năm bao nhiêu? Thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Cổ đại, phải chưa nào? Đó, cứ ghi gọi là triết học Hy Lạp La Mã cũng được. Thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và kéo dài tới bao giờ? Tại đâu? Thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Có chữ Hy Lạp cổ đại là biết bắt nguồn ở đâu rồi. Bắt nguồn ở đâu ạ? Dạ, Hy Lạp. Chiếc đôi của Hy Lạp cổ đại là ngay tại Hy Lạp. Tại đâu? Dạ, Hy Lạp. Tại Hy Lạp. Có vậy mà cũng sợ không dám nói. Cái chữ Hy Lạp sơ sơ đó đây nè. Nhưng mà tại sao người ta phải dùng cái chữ Hy Lạp? Trong khi triết học phục hưng nó bắt nguồn từ từ Ý, nhưng mà nó không nói nó triết học Ý, nó triết học phục hưng. Mà người ta ngay cái nền cổ đại dùng chữ Hy Lạp là bởi vì là một cái nền triết học quá lớn, quá vĩ đại và nền tự hào của triết học phương Tây. Bởi vì trước đó chỉ có thơ ca với thần thoại thôi. Mà bây giờ những cái tư tưởng văn minh, những tư tưởng tư duy trí tuệ tiến bộ của loài người xuất hiện, cho nên người ta dùng luôn cái tên Hy Lạp, hoặc có nơi họ dùng là triết học Hy Lạp La Mã cổ đại vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Rồi, sau giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại, triết học thời Trung Cổ kinh viện. Trung Cổ. Giai đoạn thứ hai là triết học gì thưa quý thầy và các em? Triết học gì? Triết học gì nó lớn lên? Triết học Trung Cổ. Triết học thời Trung Cổ. Giai đoạn này
thì là triết học trở thành là nô tỳ của thần học. Đúng hơn triết học thời Trung Cổ là giai đoạn thần học, chứ không phải dùng từ triết học được. Bởi vì tất cả mọi vấn đề đều quy vào niềm tin và sự định đoạt của Thượng Đế. Cho nên giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn triết học thời Trung Cổ. Rồi trong cái giai đoạn triết học thời Trung Cổ này, nó mới chia ra làm ba giai đoạn. Triết học Hy Lạp cổ đại chia làm mấy giai đoạn ạ? Cũng là ba. Đó là gì? Tiền Socrates, giai đoạn Socrates và hậu Socrates. Còn triết học thời Trung Cổ bắt nguồn, bắt đầu từ thế kỷ nào? Thế kỷ mấy là triết học Trung Cổ được xác lập? Đây là những cái chìa khóa nè, quên hết thì lặp lại cái nhớ lại hết. Thế kỷ mới thứ tư trước Công Nguyên, đúng không? À đúng rồi, sau Công Nguyên. Chúa sanh ra đời thế kỷ nào? Thứ nhất, Chúa sanh ra là xác lập thế kỷ. Cho nên thế kỷ 21 này tính là Chúa đã sanh ra đời 21 thế kỷ rồi. Cái chữ, cái thế kỷ chúng ta đang dùng theo Tây lịch. Còn mình trong Phật giáo mình có Phật lịch, thấy chưa nào? Mỗi một đất nước có lịch riêng, nhưng thế kỷ 21 đó là dùng theo Tây lịch lúc Chúa ra đời. Chúa ra đời thế kỷ thứ nhất, xác lập Công Nguyên, nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ tư, phải chưa nào, thì đạo Kitô giáo mới được chính thức xác lập trên toàn lãnh thổ của phương Tây. Và kéo dài đến năm bao nhiêu ạ? Bao nhiêu thì là lụi tàn? Thế kỷ 10-14 là coi như hoàn toàn chấm dứt. Đó, mình học thì học vậy thôi, nhìn về cái mình thấy rõ liền. Rồi, như vậy cái triết học thời Trung Cổ này lại chia ra làm mấy cái, em ngồi xuống đi. Đó. Giờ triết học thời Trung Cổ chia ra làm mấy giai đoạn? Ba, ai đứng lên trả lời xem nó gồm có những giai đoạn gì? Chắc không thể nói là tiền Giê-xu, hậu Giê-xu được rồi, phải không nào? Triết học thời Trung Cổ cũng chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn nào? Bạn ni sinh nào đứng lên trả lời xem mới thi xong. Ai giơ tay lên? Quý thầy, ai trình bày triết học thời Trung Cổ chia làm ba giai đoạn? Đó là giai đoạn nào? Dạ mô Phật, thưa Ni Sư, thì có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời sơ khai, còn gọi là thời kỳ giáo phụ. Giai đoạn thời kỳ sơ khai còn gọi là giáo phụ. Hy Lạp thì là tiền Socrates rồi ha. Bên Hy Lạp ha, tiền Socrates. Rồi là giai đoạn là cực thịnh, tức là giai đoạn Socrates. Và hậu Socrates, đó là thời triết học Hy Lạp cổ đại. Mình mới học xong đó chứ mà mình ôn lại cái là mình nhớ lại. Đó, chứ không thôi mới qua học kỳ 2 là quên hết rồi, quên hết mấy ông này rồi, phải không? Giờ triết học thời Trung Cổ chúng ta cũng sẽ có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Dạ, thời kỳ sơ khai. Thời kỳ sơ khai. Đó, ai quên viết lại đi. Đó. Còn gọi là thời kỳ gì? Giáo phụ. À, thời kỳ giáo phụ. Đó là bắt đầu những cái tư tưởng rất là sơ kỳ và một cái niềm tin Thiên Chúa một cách gần như là gì? Tuyệt đối và rất là sơ khởi, những cái nét ban đầu để hình thành một giai đoạn triết học thời Trung Cổ, hoặc là giai đoạn sơ khai hay là giai đoạn giáo phụ học. Thiên về những cái giáo lý thuần khiết của giai đoạn sơ khai. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hoàng kim. Giai đoạn hoàng kim của thời Trung Cổ. Rồi, còn gọi là thời kỳ chuẩn hóa tri thức. Gọi là chuẩn hóa tri thức. Đó, xin chúng ta viết vào vì đây sẽ là một câu trong cái kỳ thi cuối cùng. Thấy chưa? Gắn gọn vậy thôi à. Đó, chuẩn hóa tri thức. Nhưng cái này là đến khi thi phải ghi rõ giáo phụ học năm nào đến thế kỷ nào, hoàng kim thế kỷ nào. Rồi giai đoạn thứ ba là giai đoạn suy tàn. À, giai đoạn suy tàn. Bất cứ một cái giai đoạn, một thời kỳ nào, nó cũng đi qua các giai đoạn
thành trụ và hoại diệt. Có những cái thời kỳ huy hoàng là thời hoàng kim chuẩn hóa tri thức. Đó, nghĩa là triết học thời Trung Cổ hay là thần học Kitô giáo được đưa vào trở thành chuẩn mực trong các trường học. Mình là học Phật học ở trong trường Phật giáo, nhưng mà Phật giáo này không có đưa ra trong các trường học. Mặc dù có nhiều người ước mơ rằng nếu Phật giáo được đưa vào trong các trường học thì xã hội sẽ rất là an bình và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng Phật giáo tại Việt Nam tuy ở một cái thế rất lớn, rất mạnh, nhưng vẫn không phải là quốc giáo. Vì vậy cũng không phải đưa Phật giáo vào trong các trường học. Nhưng cái giai đoạn thời Trung Cổ đó thì cả một cái lãnh thổ to lớn ở phương Tây, toàn thể các trường học từ sơ lớp mẫu giáo đó, như vậy á, cái giai đoạn hoàng kim là chuẩn hóa tri thức, nghe chưa nào? Rồi bây giờ suy tàn thời kỳ bắt đầu giai đoạn phục hưng. À thì suy tàn là lúc đó cái giai đoạn triết học thời Trung Cổ đã đi vào giai đoạn suy tàn. Thì triết học Trung Cổ suy tàn thì phục hưng lại bắt đầu khởi nguồn lên. Người ta muốn khôi phục lại những giá trị của thời Socrates, thời Hy Lạp cổ đại và thời sơ kỳ của triết học Trung Cổ. Những giai đoạn đó tư tưởng con người nó trong sáng hơn, nó có một cái gì hướng thiện và tốt lành. Cái gì mà đi vào suy tàn thì lúc đó quý thầy với các em có thể biết rằng ngay như trong các cha bắt đầu đi vào đời sống hưởng thụ, dục lạc, chiếm hữu tài sản và không còn một cái gì để chứng tỏ mình là một con người thay mặt cho Chúa và Thượng Đế. Vì vậy trong những tác phẩm của các triết gia thời Phục Hưng mà chúng ta mới nghiên cứu trong giờ học vừa rồi, nó đã thể hiện một cái bộ máy của nhà cầm quyền là chế độ phong kiến mà được ủng hộ mạnh mẽ bởi nhà thờ, bởi các cha. Đó là một sự cuộc sống băng hoại, suy tàn. Nó không thể mà đại diện cho niềm tin con người, cho dù Thượng Đế lúc nào cũng là cao cả. Những cái người đại diện cho Thượng Đế không còn tư cách để đại diện. Cho nên con nói có một lần con đến nhà thờ để nói chuyện, gọi là ngày về cha đó. Đó thì tôi không được may mắn, đó là con đã nói chuyện với các cha và các ma sơ và các tín đồ Kitô giáo, là khi tôi sinh ra đời được 2 tuổi thì cha tôi đã mất. Mẹ tôi vừa là người mẹ vừa là người cha, cho tôi nuôi tôi nên người, cho tôi ăn học và cho tôi đi xuất gia. Và khi tôi đã xuất gia rồi, tôi trở thành một tu sĩ Phật giáo, thì thầy tôi cũng trở thành một người cha và một người thầy. Và một người cha lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cha lành chung 4 loài. Mà trong 4 loài đó là có gì? Có trời, có người, phải chưa nào? Có Atula, có địa ngục. Có trời, có người, có địa ngục, có ngạ quỷ súc sinh. Có 4 người cha lành trong 4 loài đó thì tất nhiên có cả trời. Mà Kitô giáo là một hệ thống tôn giáo khẳng định cái vị Thượng Đế của họ ở trên trời chứ đâu. Mà bây giờ hỏi quý thầy với các em là Chúa có ở trên trời không? Trong khi trong kinh điển Phật giáo cũng khẳng định có bao nhiêu cõi trời, bao nhiêu tầng trời, kinh Nguyên Thủy có hết, chứ không phải nói là kinh Đại Thừa mới nói có các cõi giới. Đều có địa ngục, có các cõi trời, các cõi giới rất là rõ ràng, vì chúng ta chưa coi hết kinh điển thôi. Thì Chúa dư sức ở, làm Chúa tể ở một tầng trời. Mình đừng nói không có. Không có làm sao họ có thể hiện hữu cả ngàn năm. Và hơn nữa là cho đến bây giờ Kitô giáo vẫn là một cái tôn giáo có đông tín đồ thứ hai trên thế giới sau Hồi giáo. Giờ mình không hết là người ta nói mình là cực đoan. Mình nói không thì họ nói Phật cũng không. Cho nên chúng ta không rơi vào sự tranh luận vô ích. Chúng tôi nói là bậc thầy của chúng tôi
bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác đã khẳng định có bao nhiêu tầng trời, bao nhiêu cõi địa ngục, bao nhiêu cõi giới. Ngạ quỷ có bao nhiêu loài quỷ, súc sanh có bao nhiêu loại súc sanh, và trên trời đây bao nhiêu cái thế giới của tầng trời, của các dãy ngân hà, của cái vũ trụ này trình bày rất rõ ràng trong kinh Hoa Nghiêm. Đó là gì? Phật nhãn. Ta nhìn thấy tất cả. Bây giờ mình nói không là mình rơi vào chủ nghĩa duy vật cực đoan. Mình không thể như vậy được. Nhưng mà chúng ta học triết học cận đại, sắp tới chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn vào chủ nghĩa duy vật. Nhưng mà mình là phải nghiên cứu các đề tài triết học hết sức trí tuệ. Mình không chấp duy vật, mình không chấp duy tâm, chẳng chấp có, chẳng chấp không. Mà mình không phải là cái người ở giữa giữa ba phải, mà là người hiểu rõ các pháp do duyên sanh. Cái lý luận của cái triết học Phật giáo vô cùng uyên thâm. Tại quý thầy lắng nghe đi, chưa chắc mình đã trình bày được các vấn đề đó đâu. Mình học từ hệ trung cấp đi lên, có thể có người cũng có thể qua cao đẳng. Rồi chúng ta tất cả những vấn đề này mình đừng nghĩ chỉ là một cái gì, một cái vấn đề là một môn ngoại điển, nhưng còn luôn luôn liên kết để quý thầy nhìn rõ cái quan điểm triết học Phật giáo, để chúng ta không có bị bế tắc ở bất cứ vấn đề nào. Bây giờ nói có nói không là mình thua ngay. Bởi vì Đức Phật nói khi chúng ta không có Phật nhãn thì đừng bàn vấn đề có hay không ở cõi giới chư Phật. Trong kinh Trung Bộ một bài kinh bốn vấn đề không thể luận bàn. Cõi giới chư Phật đừng luận bàn, vì mình đang có Phật, mình thành Phật đâu. Chứ đừng bàn có hay không. Mình chỉ lấy cặp mắt nhục nhãn đầy các nghiệp chướng trần lao của mình để bàn có không thì mình chỉ thấy mình thôi. Cho nên mình không thể bàn các cõi giới của chư Phật, không có thể bàn về trình độ tu chứng của mỗi một con người. Mình thấy người ta vậy nhưng người ta biết ta tu như thế nào, cho nên mình không bàn được. Bởi vì mình không ở trong trình độ tu chứng đó. Ví dụ như ở trong lớp chúng ta có những người đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, ví dụ như thầy A và thầy B, thì hai thầy đó sẽ biết tôi với anh là sơ quả Tu Đà Hoàn, còn các người khác không biết. Có người đắc tới tam thiền, ví dụ như vậy, tầng thiền thứ ba, thì hai người đó biết. Đức Phật và chư Bồ Tát sẽ biết rõ những tầng thiền chúng ta tu chứng, và những người cùng một trình độ sẽ biết. Như mình là tăng là mình biết rõ nhau, ni là biết rõ nhau, chứ người ngoài đời cũng chỉ biết một phần thôi, không thể biết rõ. Chỉ có mình là biết cái học viện này sáng học lúc nào, thọ trai lúc nào, rồi kinh hành lúc nào, thọ trì lúc nào, công quả lúc nào, và được thoải mái, relax lúc nào, tự mình biết. Đó, cho nên con người ở trong một trình độ tu chứng sẽ biết rõ nhau. Và do vậy mình cũng đừng nói trên trời có hay không có. Mình chỉ thấy cõi ta bà này, trong khi Đức Phật khẳng định rõ các cõi giới, bao nhiêu tầng trời, những tầng trời như thế nào. Chúng ta xem kỹ kinh điển có rất rõ. Con tin tưởng chúng ta học đều đặn sẽ có một thời gian để nói rõ, rất là rõ về các tầng trời tên gì. Có hết. Phải không nào? Tha hóa tự tại, phải không nào? Đó, dạ ma, đâu xuất đà, vân vân, có hết. Có tên, có tuổi ở trong các tầng trời. Thì Chúa dư sức ở một tầng trời. Mà tầng trời gần chúng ta nhất là tầng trời gì? Dạ, tứ đại thiên vương gần chúng ta nhất. Cho nên mình đi sang Trung Quốc, mình thấy ở các ngôi chùa, ở cổng là có bốn ông tứ đại thiên vương. Vì họ nghĩ những người đó là trực tiếp gia trì về phước báo, để xây dựng nè, để thiết kế, để làm này làm kia. Họ tin cái cõi, cái tầng trời gần nhất kết nối để giúp đỡ. Cho nên ở những ngôi chùa hệ về Trung Quốc thì họ hay có bốn ông thiên vương đứng bên ngoài. Và đó là những cái tầng trời thấp nhất, nó có đời sống tương tự như cõi ta bà, nhưng tuổi thọ dài hơn và phước báo thù thắng hơn. Nhưng nó sẽ không có cái tuổi thọ lâu bằng những tầng trời cao hơn, thủ thắng tốt đẹp hơn. Thì tùy theo con người ta tu tập, nếu người ta không cầu vãng sanh về các cảnh giới niết bàn, người ta không ở trong cái sự chứng ngộ, chứng quả, thì người ta sẽ về những tầng trời. Thì nếu phước báo vừa phải và không có tội và nghiệp nặng nề, đó, người ta có thể về tầng trời tứ đại thiên vương.
Cho nên nói đến Kitô giáo, nói đến Chúa Trời thì mình nói ở một cái cõi giới, một cái tầng trời của Chúa. Và nơi đó không có thần dân của ông chứ. Mình nói không, vậy là mấy cái người mà Kitô giáo chết đó, những cái người mà làm tốt, sống thiện, họ đi đâu? Chẳng lẽ tất cả đi địa ngục hết sao? Nhưng có cái cực đoan của Kitô giáo, con người mà làm Chúa mà không ok, không đồng ý rồi đó, làm ác là địa ngục đời đời, hỏa ngục đời đời. Mà được Chúa mở cửa rồi đó là thiên đàng đời đời. Cho nên hồi nhỏ không biết mấy thầy, mấy các em có biết những cái bài mà con nít ở trong những cái vùng mà có đạo Chúa nhiều. Con là hồi nhỏ con ở cái vùng Di Linh đó, cái vùng đó người thiên Chúa nhiều lắm. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Khôn quá là dạy là đi địa ngục á. Thì là dạy đi, thì là hiền lành đi, thì thành nó lại khôn. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Nên đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện khỏi xa linh hồn. Đó, đứa con nít nào cũng phải thuộc hết trơn trọng. Linh hồn khỏi đọa linh hồn đến khi nào chết được lên thiên đàng. Tức là đừng để cho linh hồn mình sa đọa, chết được lên thiên đàng và mãi mãi ở thiên đàng. Còn mà làm ác thì địa ngục, sa hỏa ngục muôn đời. Cho nên cái tính cách nhân quả và khoa học nó không có tồn tại trong Kitô giáo. Nhưng mà Chúa vẫn có, nhưng người ta thần thánh hóa, tuyệt đối hóa cái Chúa Trời, Đức Chúa Thượng Đế của họ, và làm cho con người ta ỷ lại tất cả vào Chúa, cho nên nó sanh ra vô vàn các thứ tiêu cực. Còn đạo Phật là khẳng định giá trị nhân bản, chúng ta làm và chịu trách nhiệm của chính chúng ta. Mình là ông thầy, ni sư, cho đến cao tăng, cao ni, nhưng mà mình chết, mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Thấy chưa nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula và các cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát là tự mình quyết định con đường của mình đi về đó. Mình đã học tới Kitô giáo rồi, phải có cõi trời không? Mà mình nói không là mình không hiểu đạo Phật. Đức Phật khẳng định có các cung trời, có các tầng trời. Đó. Nhưng bây giờ chưa ai khẳng định rõ ràng là Chúa ở tầng trời nào, tầng trời tên gì. Thì bây giờ mình về trời, mình đi thăm coi ông ở đâu, nếu mình muốn biết. Cũng không dễ đâu nha. Ngày xưa Đức Mục Kiền Liên nghe nói về cõi A Di Đà, và Đức Mục Kiền Liên muốn lên cái cõi A Di Đà đó để xem trên đó cái sự thù thắng của Đức A Di Đà ra sao. Và ngài dùng thần thông để đi lên cái cõi Tây Phương. Nhưng mà cuối cùng là ngài rớt cõi nào? Hả? Mục Kiền Liên không được đi đến, được đến cái cõi Tây Phương đó, mà lại vào cái cõi của cõi gì? Ai biết? Chúng ta phải dành thời gian đọc kinh, đọc sách, đọc đại sử, tiểu sử, và rất là nhiều kinh điển đã có hết ở trong mạng truyền thông. Thấy chưa nào? Đó. Ngài Mục Kiền Liên rớt vào cõi Tu Di Tướng. Tu Di Tướng tức là mỗi một con người lớn như cái núi Tu Di. Và Mục Kiền Liên trở thành một con kiến trên một cái bàn tay của một cái vị sa môn, một vị thầy ở trên đó. Thế nó thân tướng con người bằng cái núi đó. Cho nên ông là con, bằng con kiến, còn bằng con gì? Thì Mục Kiền Liên ấy, ta đang ở cái thế giới nào đây? Đây là thế giới của Tu Di Tướng. Tức là các cái thân tướng và hình thức đều rất là vĩ đại như cái núi. Ủa, tôi muốn về cõi Tây Phương của A Di Đà mà. Muốn về cõi Tây Phương của Đức A Di Đà phải có bốn nguyện mới về được, chứ không phải dùng thần thông mà về. Phải có bốn nguyện: tâm nguyện, phải có gì? Tín nguyện thật để có thể về cõi giới đó. Cho nên phải mình muốn về là về. Và do vậy mình cũng không cần tìm về cái nước Chúa làm gì, thì mình cũng không cần biết cái nước đó làm gì. Nhưng mà vẫn có. Chúng ta nói không, chúng ta sẽ rơi vào cực đoan, và chúng ta sẽ không bao giờ gì có thể chinh phục được những con người Kitô giáo. Chúng ta phải hiểu họ.
hiểu mọi người, mọi tôn giáo, mọi đẳng cấp, mọi trình độ tri thức trong xã hội. Bây giờ mình chỉ biết một chuyện thôi, không thể được đâu. Bây giờ quay trở lại bài học của chúng ta. Triết học thời Trung Cổ từ thế kỷ thứ 4 cho đến 10 tập 4 là 1.000 năm thời Trung Cổ. Triết học Hy Lạp cổ đại từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên cũng là gần 1.000 năm, 700-800 năm. Đó. Và Hy Lạp cũng chia là 3 thời kỳ, phải chưa nào? Trước khi hình thành, thời phục, thời hoàng kim và thời suy tàn. Thời Trung Cổ cũng vậy, cũng chia làm 3 thời kỳ: sơ khai, hoàng kim và suy tàn. Và cuối cùng là chúng ta học giai đoạn thứ 3. Đó là triết học gì? Chúng ta mới học xong triết học thời phục hưng, đúng rồi. Đó. Giờ mới thi xong đây, chúng ta nhìn như là chúng ta nắm hết trong bàn tay rồi, còn gì nữa? Thì cái thời phục hưng này là sao? Là con người ta đã triết học Trung Cổ suy tàn và nhìn thấy những cái tệ nạn, những cái điều tôi tin mà không biết vì sao tôi phải tin như vậy, những điều chèn ép, bóp nát tư duy của con người. Cho nên Trung Cổ suy tàn thì thời phục hưng bắt đầu vào thế kỷ 14, 10, 15, 16, 14 cho đến thế kỷ 16, 200 năm. Thời kỳ phục hưng là 14, 15 cho đến thế kỷ 16. Trong 200 năm đó, con người ta cố gắng khôi phục lại các giá trị trí tuệ của thời Hy Lạp cổ đại và những tinh thần nhân bản trong kiếp sống con người. Họ cảm thấy những cái gì? Tôi tin vì đó là Thượng Đế nói. Tôi tin vì đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Tôi chấp nhận vì đó là điều của Thượng Đế. Và cứ như vậy mà con người ta trở nên rơi vào 1.000 năm đêm trường Trung Cổ. Đêm trường là không có ánh sáng, bởi vì tất cả là sự an bài. Đó, như vậy lát nữa đây chúng ta sẽ đi vào trong giai đoạn triết học thời cận đại, mà bắt đầu là Roger Bacon, để chúng ta thấy cái tư duy triết học nó phải được phân tích, được đưa ra các dữ kiện, rồi suy tư, được đưa ra các cái bản đánh giá kết luận, chứ không còn theo một cái niềm tin kinh viện như trước. Nó, chúng ta bắt đầu đi vào cái sự gì? Hình thành triết học ánh sáng, tức là trí tuệ. Chúng ta chú ý nghe giảng là chúng ta làm bài nó thoải mái lắm. Chúng ta cứ chăm chăm vào mấy câu hỏi đó, làm xong vấp lại hết, nhớ gì cả. Cái chăm chăm mấy câu hỏi để pass thôi còn không nhớ gì hết. Nhưng mà những cái lời giảng này chúng ta chịu khó lắng nghe, tại vì nó cho chúng ta gì? Một cái chìa khóa để vào. Và đó chính là logic học. Nó không bắt nguồn, nó phát triển, nó đi đến những giai đoạn nào và nó suy tàn ra sao, nó cũng là một cách trình bày của con người có tư duy logic. Chúng ta đi qua 3 giai đoạn rồi: Hy Lạp cổ đại, thời Trung Cổ và triết học thời Phục Hưng, kéo dài gần 200 năm. Thành phố của triết học Phục Hưng là thành phố nào? Hả? Ý là thành phố nào? Ý là nước Ý. Hay Ý là thành phố nào mà nói Ý là coi như là mình cũng có logic gì hết trơn trọng. Nên là where you come from, bạn đến từ đâu thì mình nói Việt Nam được. Nhưng mà thành phố nào thì mình phải lập tức mình nói liền: Hồ Chí Minh City hay Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Đà Nẵng, vân vân. Chứ hỏi thành phố nào? Việt Nam thì sẽ là trật lắc trật đơ rồi. Đó. Nên cái cách học của mình nó lờ đờ lẫn đẩn phải không nào? Nó không có chính xác. Thành phố nào? Florence. Đó, thành phố nào là Florence. Hôm nay có giờ trước đây là tối phải lật sơ lại coi mình đi qua mấy giai đoạn rồi. Cái gì là điểm mốc của nó? À, chứ đợi đến thi lật ra, trời ơi, thì chỉ để đáp ứng lại cho khỏi rớt thôi, chứ có cái gì đâu. Rồi cũng cuối cùng trả lại hết. Cho nên cái thành phố của nền triết học Phục Hưng
đó là Florence ở Ý. Phải chưa nào? Nó chỉ kéo dài trong 200 năm thôi mà rất là nhân bản, rất là nhân văn đó, và nó làm cho con người ta có một niềm tin vào trong cái tri thức khoa học. Một số các triết gia đã đưa ra những quan điểm, ví dụ phản đối thuyết địa tâm của Chúa Trời. Chúa Trời cho trái đất là ở giữa, mặt trời mặt trăng xoay chung quanh trái đất. Thì các nhà tư tưởng lớn, triết gia thời Phục Hưng đã khẳng định thuyết địa nhật, nhật tâm, tức là mặt trời ở giữa, mặt trăng, trái đất là những hành tinh quay chung quanh mặt trời và xoay chung quanh chính nó. Chính vì những cái điều phản đối đấy, đối với thuyết của Kitô giáo, trái đất đứng yên là một cái khối cô đọng đứng yên. Rồi các cái mặt trời, mặt trăng, các tinh thể vận động chung quanh trái đất, bởi vì trái đất là Chúa tạo ra mà, cho nên nó đứng một chỗ như vậy đó, gọi là địa tâm, trái đất ở giữa, hình vuông, phải không nào? Thì triết gia nào khẳng định là trái đất hình tròn quay chung quanh mặt trời? Những triết gia nào đã khẳng định điều này? Đâu, mở ra bài học giờ trước coi, mở ra xem. Ai khẳng định trái đất dù sao nó vẫn quay? Chấp nhận cái án của Giáo hội Thiên Chúa để khẳng định rằng dù sao trái đất vẫn quay, không đứng yên. Ai? Thấy chưa? Mình cái lúc nào đụng tới là gãi đầu, là trên đầu may mà cạo sạch rồi còn gãi vậy thì không biết là nếu còn tóc thì gãi cỡ nào. Rồi. Dạ, mô vật cho con là nhà triết gia cô Bennett ạ. Triết gia gì? Là cô Bennett. Đọc sao hay vậy? Nikolai Copernic là một. Nhưng mà dù sao nó vẫn quay là ai nói? Nói rõ ràng nguyên câu. Dạ, mô Phật cũng thưa cô, đó là nhà triết gia Galilei. Nói cái gì nè? Nói gì? Nói đi. Dạ, mô Phật cũng thưa cô, nó là một tác phẩm của tôi còn sống cho tới khi trái đất còn quay về mặt rỗng đồng của nó vào con mắt vĩnh cửu của những vị sao đang chiếu sáng. Bruno là nhà triết học người Italia. Ông sinh năm 1548 trong một thành phố nhỏ Nola. Mồ côi từ nhỏ, ông được nuôi dưỡng trong tu viện của dòng Dominic. Rồi, giờ nói về thế giới quan nè. Dạ, mô Phật con thưa cô, về thế giới quan, thế giới trong triết học của Bruno là thế giới vật chất vô tận và vĩnh viễn. Hệ thống mặt trời chỉ là một trong vô vàn các hệ thống vũ trụ. Địa cầu của chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Như vậy, thế giới của Bruno là một vũ trụ không có điểm dừng. Thế giới ấy đã vượt qua quan điểm của Copernic. Thế giới có giới hạn. Tiến thêm một bước nữa, Bruno khẳng định bản thân mặt trời cùng vận động và bầu khí quyển cũng xoay chuyển cùng với trái đất. Nhiệm vụ của triết học là đi nhận thức nguyên nhân cơ sở của các hiện tượng tự nhiên. Khác với tôn giáo, Bruno cho rằng cơ sở của chúng là vật chất, thực thể vật chất tự thiết định nó bằng sự sống nhất giữa nguyên nhân và cơ sở tồn tại của nó. Cơ sở tồn tại nằm ngay bên trong sự vật, đó là sự thiết định về các mặt cấu tạo kết cấu, còn nguyên nhân là sự thiết định cấu tạo ở bên ngoài. Rồi.
bây giờ ai là đó là Bruno, đó là về vấn đề là Bruno như thế nào. Galileo sinh năm 1564, mất năm 1642. Ông nói rằng tôi thích tìm ra một chân lý, dù là trong các vật, trong các sự vật không quan trọng, còn hơn là tranh luận liên miên về những vấn đề to tát mà không đạt đến chân lý nào cả. Ngài Galileo, nhà vật lý học, toán học, thiên văn học, triết học người Italia. Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1564 tại thành phố Pisa, nơi có tòa tháp nghiêng nổi tiếng. Ông đi vào lịch sử với câu nói bất tử ngày 21 tháng 6 năm 1633. Dầu sao nó vẫn quay. Rồi. Dầu sao nó vẫn quay là cái gì quay các em? À, trái đất. Và chính vì câu nói đó, ông bị tòa án tôn giáo ép ông phải chết. Khi nào khước từ cái quan điểm trái đất quay thì mới được tha. Đó. Tức là Chúa đã ban ra những cái điều như vậy mà bây giờ dám cãi lời. À, cho nên cái thời phục hưng đó, nhiều triết gia dám đưa ra những quan điểm của mình và bị tòa án Thiên Chúa giáo kết án một cách rất là nghiêm trọng. Vì vậy những triết gia giai đoạn này là những người là đưa ra những thành tố khoa học một cách dũng cảm và không sợ sự chết. Bên cạnh Galileo còn có các quan điểm khác của các triết gia trong thời kỳ phục hưng để dương cao cái ngọn cờ chống lại thần quyền, chống lại là Kitô giáo, để phục hồi lại cái bước đi của khoa học và triết học từ cái giai đoạn cổ đại Hy Lạp. Người ta tìm ra, Colombo tìm ra tân thế giới và người ta thấy những điều Chúa nói. Ủa, trong cái giáo lý Chúa đâu có nói tân thế giới đâu, đâu có nhắc tới Mỹ đâu. Bây giờ có Mỹ. À, như vậy là cái điều Chúa nói là sai rồi. Họ mới bơi móc những cái này điều này ra. Mà ai bơi móc cái mới là biết điều là sẽ bị giáo hội Thiên Chúa, Chúa giáo kết tội. Cho nên cái thời kỳ phục hưng là một cái thời kỳ mà thay cái thuyết thượng đế bằng thuyết gì? Từ thượng đế sang thuyết gì? Con người. Nhân văn mà, đó giai đoạn nhân văn và nhân bản mà. Thay từ thượng đế sang thuyết con người. À, lớp chúng ta chú ý, cứ sang một cái phần mới học chúng ta xem lại cái cũ để xem ta nắm tới đâu. Học về tinh thần rồi sắp sửa trở thành cử nhân Phật học. Thấy chưa nào? À. Mà chúng ta sẽ biết rằng đối với bên Kitô giáo, các ông cha được rèn cái bước này rất là kỹ. Họ giỏi một cách uyên bác về kiến thức phổ thông. Đó, kiến thức phổ thông là phải uyên bác. Rồi khi mà đi vào chúng ta đang học triết học Phật giáo thì họ học thần học. Tốt nghiệp thần học rồi, còn qua bao nhiêu giai đoạn thử thách mới được lên làm cha. Mình cũng đang học cử nhân Phật học, rồi cũng bao nhiêu thử thách mình mới chính thức là một cái con người, xác lập là con người đi vào cuộc đời để mà làm lợi lạc cho cuộc đời. Mình không thể nào mà hỏi tới cái gì mình cũng gãi đầu, nhất là ni sinh hỏi tới gãi đầu, đưa máy tới cái đẩy của người bên cạnh. Nhưng mà khi không ai yêu cầu nói thì nói rất nhiều. À, không ai yêu cầu. Cho nên một kỳ liên xuống địa ngục, nó gieo người nữ dưới đó nhiều quá. Người nữ dưới đó nhiều quá là bởi vì talkative, nói nhiều. Vậy mà đưa máy đến, xây cái máy qua người khác, đẩy qua người kia. Giáo trình thì nằm trong tay, lật ra đọc. Sợ gì? Ở đây là không ai bắt mình phải học thuộc lòng, nhưng mình phải nắm vấn đề đó nằm ở đâu. Hỏi tới phục hưng, lật ra phục hưng liền, có liền. Đây, Galileo nè, Bruno nè, thấy chưa nào? Rồi nhà họa sĩ thiên tài thời phục hưng là ai? Họa sĩ thiên tài với những cái bức tranh mà bây giờ nhân loại còn phải đem ra để mà nhận xét, phán đoán và trở thành những bức tranh vô giá. Leonardo da Vinci. Nào đọc cái nào? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ta hỏi nhà họa sĩ lừng danh thời phục hưng, nói giờ tôi viết được, tôi nói không được thì chết rồi. Không nào. Và thậm chí cũng viết không được luôn. À, Leonardo da Vinci. Mình ăn sáng rồi đọc yếu vậy, đọc lại. Leonardo da Vinci.
Rồi, người nào nói dầu sao nó vẫn quay. Đó, nói lớn lên. Rồi người nào khẳng định thuyết nhập tâm, phản đối thuyết nhập tâm của Thượng Đế? Nikolai Kopernik và Bruno. Bruno cũng phản đối. Nikolai Kopernik yếu quá, không được. Lặp lại. À, Nikolai Kopernik và Bruno. Ai là người bị xử đốt cháy trên vườn hoa bởi vì bảo vệ quan điểm nhật tâm? Ai? Bruno. Còn Galileo bị kết án thôi, cho đến thế kỷ 20 mới xả cái án cho ông. Ông chết từ đời nào rồi Giáo hội Thiên Chúa mới xả án tử hình cho ông, chứ ông không bị chết vì tử hình, bị kết án thôi. Rồi khi chưa thử hành xử, tiến hành cái bản án đó là ông đã chết rồi. Cho nên cái chết của ông mang theo cái bản án của Giáo hội Thiên Chúa. Mà đến năm 1970 như mấy? 71 mới xả cái án tử hình cho ông. À, như vậy trong cái giai đoạn phục hưng, người ta đã tìm ra một số cái điều vô lý trong cái triết học thời phục hưng, trong những quan điểm của Chúa và thần học, để người ta đưa ra những quan điểm thể hiện trí tuệ nhân bản của chính con người. Hôm nay chúng ta sang giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn triết học thời cận đại. À, chúng ta viết ba cái dòng này vô chưa? Giờ sau á, xin cảm ơn thầy, là chúng ta phải trình bày đã đi qua bốn giai đoạn nào rồi, rồi số 5, số 6 phải nói cho rõ ràng. Học lịch sử triết học phương Tây. Ai dạy cái môn này? Sư Hương Nhũ dạy. Đi qua mấy giai đoạn? Gãi đầu. Đâu có được. Tôi đang khen với nhà trường lớp này làm bài rất là good. À, thế rồi với thầy mới đến rồi sao? Con học triết Tây học tới đâu rồi? Gãi đầu nhiều quá thầy ơi, nhớ sao được. Thôi về rồi. Mình nói liền. Mà còn 5 giai đoạn căn bản đã đi qua, đang học. Và triết học phương Tây đi qua những giai đoạn căn bản đó. Nếu không cho cái mô hình, cái sơ đồ rất là logic như thế này, bảo đảm học xong cao tay lắm là nhớ Socrates bị chết vì thuốc độc hết. Nguy hiểm lắm. Thấy chưa nào? Cái gì mà làm đúng của trái tim mình cái mình nhớ. Nhớ không bị ép chết vì thuốc độc, ngoài ra không nhớ gì nữa hết. Chết rồi. Mà quý thầy với các em thấy không có dám cho lớp chúng ta viết những đề tự luận. Những cái đề đó viết mênh mông sương khói mà không nắm gì về triết Tây, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đang học gì? Đại cương lịch sử triết học phương Tây. Lịch sử. Mình không nắm lịch sử, mình có biết cái tên môn học mình là gì không? Tôi học triết Tây nghe ghê gớm quá chứ thật. Làm sao học triết Tây? Mình lịch sử tiến trình và mình nắm được những cái đại cương ở trong đó. Sau này ai thích, ai có cái niềm hứng thú thì đi sâu vô tìm hiểu nghiên cứu về triết Tây, lúc đó mới dám nói là tôi nghiên cứu triết Tây. Còn tôi đang nghiên cứu lịch sử tiến trình của triết học phương Tây rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta đã học xong triết học Hy Lạp cổ đại, triết học thời Trung cổ, hay còn gọi là đêm trường Trung cổ giai đoạn Kitô giáo, chúng ta học triết học thời phục hưng đã xong, và thứ tư đó là triết học thời cận đại. À, chúng ta viết 1, 2, 3, 4 vô đi. Bữa sau vô là hỏi liền và phải nói năm. Thấy chưa nào? Thời điểm. Đâu cần thi đâu mình vẫn nhớ bài mà. Đó là triết học thời cận đại. Nó xác lập từ thế kỷ 10, 16 trở đi cho đến thế kỷ thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đây. Và cận đại tức là nó gần với chúng ta, mà còn gọi là triết học ánh sáng. Triết học thời cận đại còn gọi là triết học ánh sáng. Bởi ánh sáng này là ánh sáng gì? Ánh sáng của Thượng Đế, phải không? Ánh sáng gì con? Ánh sáng triết học cận đại còn gọi là các ánh sáng nói liên thông vì sao?
Thưa sư cô, là ánh sáng của khoa học. Nói nguyên câu, tôi không biết nói câu đuôi như vậy. Dạ, triết học thời cận đại là còn gọi là triết học ánh sáng của khoa học. Đúng rồi. Triết học thời cận đại còn gọi là triết học ánh sáng. Mà ánh sáng ở đây chính là ánh sáng của tri thức, ánh sáng của khoa học, chứ không phải ánh sáng của Thượng Đế, ánh sáng của cái thời đêm trường Trung Cổ. Không phải. Đây là ánh sáng của khoa học, ánh sáng của tri thức. Đó là enlightenment, ánh sáng là sự, là trí tuệ. Chứ không phải ánh sáng này là một cái ánh sáng mơ hồ nào đó. Cho nên khi chúng ta nghe nói đến chữ triết học ánh sáng, lập tức chúng ta biết đó là triết học thời, thời gì đấy? Cận đại. Đó. Xin mời thầy đọc cho chúng con. Thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và sự ra đời chủ nghĩa tư bản. Những biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội, biến đổi trong phương thức sản xuất. Phương thức sản xuất tư bản thay thế từng bước phương thức sản xuất cũ, mở ra khả năng phát triển khoa học, kỹ thuật, cải thiện công cụ sản xuất. Đồng hồ cơ khí và máy hơi nước xuất hiện với vị trí hàng đầu của cơ học. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa góp phần phá vỡ các quan hệ xã hội lỗi thời, đơn giản hóa môi trường giao tiếp, kích thích tính sáng tạo của các cá nhân, xác lập những giá trị, những chuẩn mực phù hợp với thời đại đang biến đổi nhanh chóng. Khoa học không còn dừng lại ở vị trí tri thức thuần túy mà dần dần trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và thiết kế xã hội đặc trưng. Thiết chế xã hội đặc trưng nghĩa là những thành quả của khoa học với sự tổ chức chặt chẽ, những trung tâm khoa học dưới hình thức các viện, các hội khoa học. Quá trình hình thành các quốc gia tư sản hiện đại mở ra khả năng giao lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc với hiệu quả cao hơn trước. Khả năng quốc tế hóa, toàn cầu hóa kinh tế mang tính chất tư bản chủ nghĩa. Các cuộc cách mạng tư sản đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử nhân loại. Cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh, cách mạng tư sản Pháp là những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu. Đó là những cuộc cách mạng cơ cấu làm đổi thay cơ cấu xã hội, chủ thể quyền lực, vị trí con người và nền văn hóa, tạo ra những xung lực mới của tiến bộ xã hội. 2. Những biến đổi trong đời sống tinh thần. Trong giai đoạn này, chủ nghĩa duy vật chiếm vị thế áp đảo trước chủ nghĩa duy tâm vào thời điểm đêm trước cách mạng và trong quá trình tư mạng tư sản do chịu ảnh hưởng của trình độ và tính chất của khoa học tự nhiên đương đại. Tư tưởng nhân văn và khai sáng trong quan điểm lịch sử, xã hội và con người có nguồn gốc sâu xa từ thời cổ đại được tiếp tục phát triển, cải biến và hoàn thiện trong các học thuyết triết học thế kỷ 17-18 từ Bacon đến Hume, từ Descartes đến Hobbes. Thế kỷ 17-18, thời đại ánh sáng, thể hiện trước tiên ở sự phê phán trực diện đối với trật tự xã hội cũ, xây dựng học thuyết về xã hội mới, xã hội tư sản, đề cao tự do cá nhân trong một nhà nước lý tính. Thời cận đại chứng tỏ vai trò tích cực của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống thần quyền. Sự khác nhau cơ bản giữa phục hưng và cận đại ở chỗ: một là phục hưng là thời kỳ chuyển tiếp từ chế độ phong kiến lên chủ nghĩa tư bản, vì thế xét tính chất của nó không thể nói về một giai cấp tư sản đúng nghĩa, mà chỉ là những lực lượng tiền thân của giai cấp tư sản, và cùng với nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản sẽ hình thành trong tương lai. Còn cận đại là thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và sự thiết lập hình thái kinh tế tư xã hội tư bản. Hai là cuộc đấu tranh của các lực lượng tiến bộ ở thời phục hưng và mang tính chất gián tiếp, không động chạm đến trật tự bị hiện hành mà thông qua chống thần quyền, trong khi vào thời cận đại cuộc đấu tranh trực tiếp dẫn đến thay đổi cơ cấu xã hội, cuộc cách mạng ở Hà Lan, Anh, Pháp. Ba là triết học phục hưng chủ yếu tìm kiếm chân lý, đúng hơn là khôi phục các giá trị văn hóa cổ đại. Còn triết học cận đại được xây dựng trên mảnh đất mới,
Do đó, cùng với việc thiết kế các di sản của quá khứ, nó xem việc tìm kiếm phương pháp nhận thức thích hợp để con người khám phá chân lý, khẳng định quyền lực của mình trước tự nhiên là nhiệm vụ chủ yếu. Như vậy là vừa rồi là thầy đã giúp chúng ta đọc lại cái trình bày lại cái giai đoạn là cái sự hình thành của triết học thời cận đại. Như vậy là về nói tóm lại đó, trong cái thời này đó là thời đại của cuộc cách mạng gì ạ? Nếu thời Phục Hưng rồi đêm trường Trung Cổ là giai đoạn của phong kiến, thì sang thời đại cận đại, triết học cận đại là bắt đầu thời đại của cuộc cách mạng tư sản để chuẩn bị ra đời chủ nghĩa tư bản. Nó cận đại với mình mà, cho nên không còn là phong kiến nữa mà chuẩn bị ra đời của các cuộc cách mạng tư sản để hình thành chủ nghĩa tư bản. Thì chúng ta nhìn cái điểm chánh ở trong cái giai đoạn này. Phương thức sản xuất tư bản đã thay thế phương thức sản xuất cũ. Có hai cái đơn vị khoa học xuất hiện với vị trí hàng đầu của cơ học, đó là gì? Xin các vị nhìn lên trên màn hình để trả lời. Đó là gì các em? Ni sinh, nhìn lên. Đúng rồi, đồng hồ cơ khí và máy hơi nước xuất hiện. Hơi nước tạo ra một cái lực, nó thay cho sức của con người. Đồng hồ cơ khí nó đánh dấu cái mức độ, đánh dấu cái sức làm việc của cơ khí, thay cho cái sức lao động con người từ cái thời chiếm hữu nô lệ xa xưa đến thời phong kiến. Chúng ta bây giờ đi ra Thanh Hóa chẳng hạn, thì một cái di tích rất lớn còn lại mà trở thành di sản thế giới luôn, đó là cái bức tường thành của vua gì? Thành nhà Hồ, Hồ Quý Ly. Những cái khối đá 25 tấn một khối kết nối với nhau, không có xi măng, không có chất kết dính, chỉ bằng trọng lực mà kết nối những cái khối đá mấy chục tấn. Mà bây giờ cái bức tường thành bằng đá là duy nhất trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thời Hồ, thời nhà Hồ. Như thành Thăng Long rồi vân vân cũng đều bằng gạch và xây dựng lại và trùng tu rất là nhiều. Riêng bức tường thành đời nhà Hồ thì là bằng đá. Có quý thầy các em ở Thanh Hóa vô học không? Mà có ai đã ra Thanh Hóa để biết những cái di sản của nhân loại trên đất nước Việt Nam của chúng ta có thành nhà Hồ? Nhưng vấn đề nhắc lại ở đây là những cái bức tường khối đá đó là chỉ nâng bằng sức người, sức voi, sức vật. Cho nên những cái sự khai quật, người ta thấy vô vàn những xương ngón tay, xương ngón chân, những cái bộ xương của con người thành xây xương lính hào đào máu dân. Thì những cái triều đại phong kiến để làm được cái công trình vĩ đại thì nó đi với cái gì? Cái sự tổn hao nhân lực, tài lực của người dân Việt Nam và trên thế giới nói chung. Tần Thủy Hoàng mà xây dựng Vạn Lý Trường Thành thì cũng chết vô số vô biên những con người, mà ông mang một cái niềm ước mơ ông sẽ là một vị vua sống đời trên cái thế giới, thế gian này. Cho nên ông đã tìm những vị thầy tài ba chế những loại thuốc uống để trường sanh bất lão, không bao giờ già, trường sanh bất tử, không bao giờ chết. Nhưng mà vừa qua tới tuổi 40 là ông đã chết rồi. Mà bây giờ người ta đến khai quật cái khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, ta sẽ nhiễm độc ngay. Tại vì cái xác chết của ông á, được bao bọc bằng chất thủy ngân. Khi sống uống cái đó cũng nhiều, bởi vì người ta cho rằng cái chất đó làm cho con người ta các cái tế bào cũng như máu huyết không có chết được.
cho ông uống cái thủy ngân đó gọi là gì, hắc yến, chất thủy ngân rất nhiều, và khi ông chết thì cái thi thể của ông cũng được bảo vệ bằng cái chất đó. Người thập chôn theo và người bằng đá, bằng gạch, lính bằng các cái chất nhân tạo được chôn theo, thì người ta khai quật, người ta thấy cả một cái vương triều nằm dưới đất chôn theo tần thủy hoàng, nhưng mà đến gần là nhiễm độc. Cho đến bây giờ người ta chưa dám khai thác lăng mộ của tần thủy hoàng. Tức rằng tại sao nhắc cái chuyện đó ở đây, cái gì cũng sức con người. Người ta có thể hy sinh hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, hàng triệu con người để đổi lấy một cái công trình cho thế kỷ, cho cuộc đời. Chẳng Taj Mahal ở bên Ấn Độ, lâu đài trắng tình yêu đó, để kỷ niệm cái tình yêu của ông vua đối với bà hoàng hậu, thì cũng chết vô số những người, người lính, người dân và những kỹ sư thiết kế cái tòa lâu đài đó cũng phải bị giết chôn sống, bởi vì ông vua không muốn làm một cái tòa lâu đài thứ hai. Duy nhất món quà cho người vợ yêu quý của mình. Đây là một cái vị vua Hồi giáo ở bên xứ Ấn Độ. Cho nên ông lấy người vợ nào cũng không có con. Cho đến khi người vợ mà ông yêu thương nhất săn chống 16 cô công chúa, trong khi những cái người trước không có đứa con nào, cho đến bà này săn chống 16 cô mà bà đẹp vô vô cùng, thì bà lại chết sớm. Đó. Sớm có nghĩa là mình cứ hình dung như vậy đi, như cỡ 18 tuổi lấy ông đi, thì bắt đầu cứ mỗi năm săn ra một cô, phải không nào? Thì khoảng ba mấy tuổi là bà chết rồi, chứ không phải là tám mấy tuổi mới chết. Cho nên chết rất trẻ như vậy đó là một nỗi đau cho cái vị vua này. Ông vua này đời của Hồi giáo, cái thời Hồi giáo là cái thời mà Phật giáo bị tàn phá trên xứ Ấn. Thì để một cái món quà tình yêu dành cho người vợ, tình yêu bất tử trong tim ông, ông xây cái tòa lâu đài bằng đá trắng. Lịch sử còn ghi lại là bao nhiêu triệu lakh rupees, bao nhiêu tiền, và hy sinh bao nhiêu con người, những kỹ sư giỏi của công trình, những con người có thể hiểu biết, là chôn sống tất cả. Ông không muốn có một tòa lâu đài thứ hai xuất hiện trên thế gian này ngoài vợ ông. Và cái lâu đài đó, từ cái tòa lâu đài của ông buổi chiều khi ánh nắng hoàng hôn, mặt bình minh, thì cái tòa lâu đài nó như thế nào, đứng bóng tòa lâu đài ra sao, và hoàng hôn và lúc ông từ cái cửa sổ trong kinh thành của ông nhìn sang cái tòa lâu đài của người vợ yêu quý của mình, và trái tim tình yêu bất diệt của ông mà. Nhưng mà hy sinh không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Cho nên có một lần hồi con học bên Ấn Độ, thầy con và sư bà con đi sang thăm, rồi bằng đá trắng, những cái màu xanh đỏ trên đó đó thì không phải bằng sơn mà bằng đá cẩm thạch, xanh tạo lá xanh, đá cẩm thạch đỏ tạo ra hoa đỏ, cho nên nó không bị tàn phai theo thời gian. Nhưng mà khi mà nghe quý thầy kể về cái lịch sử của cái lâu đài tình yêu này rồi, thì thầy con không bao giờ đi đến đó nữa. Nó đẹp như thế nào không biết, nhưng mà dưới đó, đó là sự hy sinh của biết bao nhiêu triệu con người để thể hiện một tình yêu bất diệt của một ông vua đa tình. Cho nên thầy con không bao giờ đi đến đó. Cho nên mình cẩn thận, mai mốt mình có đi đến đó cái mình hùng hồn, mình thuyết minh về một cái công trình mà mình quên rằng ở dưới đó là biết bao nhiêu người vùi chôn thân mạng. Trên tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo không có chấp nhận. Nhiều khi mình chỉ để ý những cái mặt kiến trúc, rồi những cái vĩ đại hoành tráng của những khối đá vô giá, mà mình quên rằng sức con người đánh đổi như thế nào để có những công trình như vậy. Và điều này để chúng ta biết rằng cái giai đoạn triết học thời cận đại hay là triết học ánh sáng vô cùng quan trọng. Nó bắt đầu thay đổi sức người bằng máy móc, bằng hơi nước,
máy hơi nước, xe lửa chạy bằng hơi nước, các cái việc nặng nhọc lúc đó chưa có điện, chưa có điện đâu là hơi nước. Mình cứ chỉ biết cái gì đang có sẵn thôi, chứ mình không có nhìn lại quá khứ. Cái gì bắt đầu đều hy sinh rất là nhiều. Bao nhiêu triết gia thời Phục Hưng phải chết rồi mới có đi đến cái giai đoạn triết học ánh sáng thời cận đại. Mà cái vấn đề nhắc đến cận đại là quý thầy và các em phải nhắc đến hai đơn vị, hai cái mô hình sản xuất rất là quan trọng có mặt, đó là đồng hồ cơ học và máy hơi nước. Thay đổi cho sức người, tại vì sức người làm nên tất cả, nhưng cũng hy sinh vô tận vô biên. Chứ không phải con người dùng một ngón tay mà có thể nâng nguyên một khối đá. Đó, xin quý thầy và các em lưu ý cái giai đoạn triết học thời cận đại, hay còn gọi là triết học giai đoạn ánh sáng. Thì chưa nào? Giai đoạn enlightenment, giai đoạn của trí tuệ, của tri thức hình thành trong lịch sử loài người. Nó đi cùng một thời với giai đoạn gì? Hình thành chủ nghĩa tư bản, phương thức sản xuất tư bản. Nó không còn là cái giai đoạn chiếm hữu nô lệ, giai đoạn phong kiến, lạc hậu, hay là những cái nếp nghĩ kinh điển của thời Trung Cổ, mà tất cả nó nhìn vào trí tuệ của loài người. Vì chính trí tuệ nó mới tạo ra đồng hồ cơ học, hơi nước tạo ra một cái lực kéo, lực đẩy để thay cho sức người. Cho nên đến thời triết học cận đại vô cùng quan trọng. Chúng ta không nên xem nó bình thường. Triết học ánh sáng của tri thức, của khoa học. Cho nên những triết gia giai đoạn này đóng một vai trò rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển triết học phương Tây. Chúng ta bắt đầu sang giai đoạn 4, đó là triết học thời cận đại khai sáng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, 100 năm. Triết học thời cận đại khai sáng. Đi trong tiến trình triết học là nó giai đoạn 4, đúng chưa? Cho nên nghe triết học thời khai sáng cũng biết là cận đại, mà nghe cận đại cũng biết là khai sáng. Năm 2005-06 thì Học viện Phật giáo Việt Nam đăng ký sinh giai đoạn đó là khóa 6. Bây giờ khóa 12 rồi, 6 khóa đi qua. Thì cái lúc đầu cái môn lịch sử triết học phương Tây này, người dạy nó là giáo sư Lê Văn Tháp. Thì con có chứng kiến một cái, khi con đang ngồi trong văn phòng, có một tăng sinh của khóa 6 đại diện cho ban đại diện cán sự lớp đã lên quỳ trước mặt giáo sư và nói rằng: thưa thầy, thưa thầy, hiện giờ chúng con không thể tiếp thu được cái môn này, nó quá khó hiểu. Thầy dạy như vậy đã là gần hết một nửa học kỳ, nhưng con vẫn chưa nắm được là cái môn này nó muốn nói đến cái gì. Và câu trả lời của giáo sư là gì? Thầy đi về lớp đem cuốn tập của thầy lên đây, thầy ghi chép cái gì trong những giai đoạn tôi dạy. Đó là cái bài học con đã được tiếp thu được. Khi đó là con vừa mới ra trường từ Ấn Độ trở về năm 2005. Thì 2006 con lên học viện. Lúc đó môn này cũng là một môn học, hồi đó nó chưa có tín chỉ. Học môn nào là học bài chết luôn. Đó, có tín chỉ hết trơn trời. Học làm tiểu luận, môn nào cũng thi, môn nào cũng làm tiểu luận. Thi là vẫn thi, tiểu luận là vẫn làm. Bây giờ mới là tinh giản lại, chứ hồi trước là vừa thi vừa tiểu luận. Thì thầy nói là đi về lớp đem cuốn tập lên đây. Tôi dạy gần nửa học kỳ rồi, thầy ghi chép cái gì đem lên đây. Thì ông thầy lạy ba lạy và đi về lớp không lên nữa, không dám lên.
Và thầy mắn thác chắc chắn là không dạy giống như con, đó là nói thật. Thầy vào và chỉ nói thôi. Các thầy và các em tự ghi chép, tự hiểu xem thầy muốn nói cái gì trong đó, rồi tự về soạn bài mà học. Để không bao giờ có cái sự là sẽ ra một cái đề cương ôn tập hay là như thế nào. Một tinh thần cử nhân ngày xưa thầy học như thế nào thì giờ thầy truyền trao cho tăng ni sinh như thế. Tại vì con thấy rằng chúng ta rất là chủ quan. Chúng ta ngồi chơi nói chuyện hết giờ cũng đâu có sao. Gọi cái từ với thầy hay là đâu có chết thằng Tây nào. À, con nghe như thế. Nhưng mà bây giờ nếu quý thầy được học với những cái người như giáo sư Lê Phạm Tháp đi nha, thì quý thầy sẽ biết vô không có nói một cái gì hết và chỉ nói thôi, không có giáo trình, cứ nói. Và chúng ta phải chép, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán, những cái gì ở trong một cái nguồn tri thức quá sức phong phú và dồi dào thì cứ việc mà tuôn ra. Thì chúng ta liệu bề đó mà chúng ta biết cái nào là cái chánh, cái nào là cái phụ, để rồi đi vào một kỳ thi. Cho nên khi chúng ta đã có một cái gì, một cái dàn để chúng ta đi vào nó, thì có thể là sau một giờ học mình đã nắm được hôm nay chúng ta nắm cái gì rồi. Nó gần hết nửa học kỳ chỉ đầu, sắp sửa gần hết nửa học kỳ, tức là hồi đó không có thi giữa kỳ, cuối học kỳ là thi thôi. Thì gần hết một nửa, hơn nửa học kỳ thì cái vị tăng sinh nó lên thưa, thầy nó đem cuốn tập lên đây và con còn nhớ như vậy. Và cũng kể chuyện cho vui. Sau đó thì thầy Lê Mạnh Tháp đi một cái công tác Phật sự về giáo dục ở bên Đài Loan 5 tuần lễ. Và thầy coi cái luận án con làm về Buddhist Psychotherapy, là tâm lý học trị liệu Phật giáo, có hẳn một chương bàn về triết học phương Tây, tâm lý học phương Tây. Và thầy nói Hương Nhũ dạy thay cho thầy trong mấy tuần. Thì con chỉ y giáo phụng hành thôi quý thầy. Nhưng mà đó là lần đầu tiên con bước vào lớp tăng trong lịch sử của học viện luôn, chưa từng có. Vì đó là một môn ngoại điển, cho nên thôi thì xin quý thầy cũng hoan hỷ. Con nhớ là như vậy. Thì con bước vô, thầy Mạnh Thác đi trước, con đi sau. Lớp đó không có học chung như vậy, tăng là tăng không. Cho nên một cái lớp học mà vô mà vì không có các em ni sinh bên kia mà một cái màu áo nâu như vậy không là nó hùng tráng lắm. Cho nên con vô lớp, điều đầu tiên là con hết hồn. Cái lực của quý thầy rất là mạnh. Tự mình đánh mất thôi, chứ còn thật sự quý thầy có một cái lực tiềm tàng. Tự trong cái màu nâu nó đã có cái lực đó. Thì con vô là con tái xanh, tái mét mặt ngoài. Thì thầy Mạnh Tháp, thì mấy thầy tăng sinh trẻ mà, dữ dơ á, dữ dơ hả? Vui lắm, khá xấu là bây giờ làm Phật sự giỏi lắm. Khắp mọi miền đất nước, hầu hết là đi trụ trì và làm giáo hộ. Thầy Lê Văn Tháp mới nói, không có dữ dơ, sư cô Hương Nhũ sẽ thay tôi dạy môn này. Một mấy tuần lễ, thì trong lớp bắt đầu là hò reo lên, y như là từ sáng giờ chưa có chuyện gì vui hết, giờ có chuyện cười, đập bàn rầm rầm. Xong sau đó thầy nói, thôi bây giờ không có chơi nữa, bắt đầu giờ học. Và thầy ngồi ngay cái đầu bàn này. Tất nhiên là thầy giới thiệu một chút xíu về cái môn triết Tây, rồi đứng ở trên cái bàn là trong cái lớp học viện cũ á. Xong bắt đầu thầy ngồi xuống cái bàn đầu tiên, thầy nói bắt đầu Hương Nhũ dạy đi. Thì thưa quý thầy với các em rằng không biết mở miệng bắt đầu từ cái gì, tại vì ông giáo sư ngồi ngay đó. Mình mở miệng cái gì cũng sợ sai hết, tại vì trong đầu mình nó bị một cái gì, một cái áp lực. Ông như cái từ điển rồi, từng mình từng gặp ông rồi. Ông nói cái gì là văn vách, nói có sách, có kinh, có điển, có trích, có dẫn, có trang, có nhà xuất bản. Cho nên khiếp và đứng im luôn. Cuối cùng ấy, thầy lên văn phòng làm việc đi thầy. Không được, tăng sinh trẻ nghịch lắm, thầy không ngồi đây, Hương Nhũ không dạy được đâu. Nói thôi thà vậy còn hơn, thầy ngồi đây con không mở miệng được. Nói thật như vậy, nên con được cái thiệt, nói thật lòng. Ô vậy à, vậy thì tốt. Thầy đi lên văn phòng, việc thì nhiều. Lúc đó hòa thượng, cố hòa thượng sáng lập là ngài Minh Châu đã bệnh rồi. Lúc đó thì viện trưởng là hòa thượng Thượng Trí Họa Quảng là chưa có về trường chúng ta. Lúc đó tạm thời là giáo sư Lê Mạnh Tháp làm việc cùng với quý thầy.
trên công việc nhiều lắm. Thầy lên trên văn phòng thì bắt đầu là con nghe có một tăng xin thưa là cái môn này không hiểu gì hết đó, cho nên là bắt đầu mình đã vô cái môn này, tuy mình đã nghiên cứu nhưng mà để dạy làm cái chuyện cả một cái vấn đề. Trên bắt đầu là con cầm cái máy là con nói gần như không dám ngừng lại để thở, lý do là vì quá sợ. Các bạn có thể là học chung với nhau rồi thì thấy bình thường, chứ chính như con bây giờ đứng trước một thầy thì không sao, chứ nhiều thầy là con đã sợ. Nên con luôn luôn chuẩn bị rất tốt vì sự tôn trọng đối với quý thầy. Con không dám tùy tiện, con luôn tôn kính đối với quý thầy. Và đó là một cái nhân tố để con có thể làm việc với quý thầy từ năm 2005 cho đến bây giờ. Con rất tôn kính quý thầy. Và quý thầy hạn hữu lắm con mới ngồi, con không dám ngồi, con không dám làm mất phước của mình. Đó là lời con tâm sự thật lòng. Bao nhiêu khóa đi qua vẫn như vậy. Thì bắt đầu con nói, vì nói liên tục và không dám ngừng, cho nên một hồi thì nó rất là khô cái cuống họng. Mà nhìn lên trên bàn muốn bưng cái ly nước uống thì ly đó giáo sư Mạc Thác mới uống rồi, bây giờ cũng không biết là uống tiếp được không, mà cũng không biết phải làm gì. Cho nói nữa thì không nói được, mà ngưng lại thì cũng không biết làm sao. Rồi lúc đó hình như có một thầy thấy con cứ nuốt, cho nên thầy mới lật đật chạy ra ngoài cái phòng y tế sát đó, cái tầng học mình lúc đó là tầng hầm đó với thầy, bưng cho con một cái ly nước, mời cô uống nước. Và con còn nhớ thầy đã nói, sư cô nói hay lắm, đã lắm, nói tiếp đi. Thật sự là con thuộc lòng, con học thuộc lòng chứ không phải con giảng như bây giờ, học thuộc lòng. Nhưng mà cái thuộc lòng của mình nó có bài bản lịch sử. Triết học phương Tây bắt đầu từ lúc nào, vì sao nó hình thành, thì cái chuyện đó tất nhiên nó xen vào trong bài giảng của giáo sư Lê Mạnh Thác, chứ nó không có rõ ràng. Không biết thầy không biết nắm vào cái chỗ nào, mà con vô là con làm một hơi, thì mới thầy tự nhiên hình thành một cái bức tranh hay lắm, nói tiếp, đã lắm, nói tiếp. Còn nhớ hôm thầy nói cái ly nước trà con cũng chưa dám uống nữa, ngại, đâu có khi nào uống nước trước mặt các thầy. Cho nên một sư khách sĩ nói, sư đâu uống nước trà đâu, làm một ly nước lọc bưng lên cụp hai ly nước. Lúc đó là con phải uống rồi đó. Con bưng vô con uống, xong bắt đầu con nói tiếp. Con nói mình cái tinh thần làm sao mà học triết học được, tại vì từng nghiên cứu cái triết học rồi, nó khô mà, vốn là khô mà. Nhưng mà nếu mà mình học được, mình phải thấy được cái chất gì sâu xa trong đó. Tình yêu triết học, philosophy, bắt đầu giới thiệu lại. Rồi bắt đầu tiếp tục. Thôi giờ chúng ta nghỉ, lát nữa nói tiếp, chưa hết chuyện.